Vâng, kính chào anh em. Đây, hôm nay thì tôi sẽ đi câu một ổ hổ lục. Hôm trước thì tôi thực ra cái thùng thính này ủ này thì hôm trước tôi cũng có trộn một ổ rồi, tôi định úp lên. Thế nhưng mà do lý do là hôm đấy là khi tôi trộn mồi xong chuẩn bị đi câu ấy thì lại lại có việc đột xuất phải đi làm, nó không đi câu được. Thế là chung quy ổ mồi hôm đấy là cuối cùng tôi lại để lại cho một ông bạn đi câu. Cho nên là clip trộn mồi thì có nhưng mà cái clip mà đi câu thì không. Nên là tôi không, clip đấy thì tôi vẫn chưa úp. Đây, hôm nay thì tôi tiện thì hôm sau thì tôi úp cả thẻ luôn. Đây, đâm ra là cái thùng thính ủ nó đã bị vơi đi rồi. Hôm trước có một bạn ở dưới Vĩnh Phúc lên cứ nhăm nhe bảo tôi trộn thì thôi, cuối cùng anh em nể nhau quá lại trộn một ổ đây, do câu dở thế này. Đây, trộn hai ổ nó mất tần này rồi. Nói thật là tôi quay video thì nó cũng khá chỉ là rung, bình thường thì tay tôi nó đã rung run như này bình thường này, tôi bị run tay. Bình thường là tay nó đã run rồi, trong cái quá trình quay tôi rất chi là muốn quay bình thường thôi để cho anh em xem đỡ chóng mặt. Thực sự là quá trình tôi quay xong mà tôi xem thì tôi cũng cảm thấy chóng mặt, nên là anh em cố gắng thông cảm giúp một chút. Đây này, anh em nhìn bình thường tay tôi nó đã thế này rồi, đây này, đấy, thấy không? Đây, hôm nay tôi sẽ đi đánh trôi mè. Có mấy bạn ở gần 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 bảo hôm nào đi câu thì gọi điện cho bạn đi theo chơi với, nhưng mà nói thực sự là tôi quên. Tí nữa tôi sẽ check xem còn lấy được số điện thoại của bạn nào, tôi sẽ gọi điện. Đây, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em trộn nhé. Đây là cái thính nền ủ hôm trước đây. Ok, đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ trộn với cả anh em một ổ thính. Đấy, là tôi cũng nói cái lý do mà tại sao mà tay tôi nó lại khi quay video nó hay bị rung, với anh em hết sức thông cảm giúp tôi. Tôi cũng rất muốn là quay cái video mà cho nó nét để nó không rung, anh em xem đỡ chóng mặt. Đây, thính nền này. Khá lâu rồi tôi không đi câu, tính ra là cũng phải đến gần 1 tháng rồi. Rồi, ok, cái thính này anh em lại đậy kín lại, đậy kín lại và cất đi. Rồi, đến lượt cắm gạo. Cắm gạo, cắm trứng mẻ chua này. Cái nọ mẻ chua kia của tôi này bị chết rồi, hôm nay tôi không dùng được, tôi phải đi mua. Lý do là hôm nọ các ông mới ăn cơm rang, các ông đổ vào muối mặn chết cọng keo. 1 cân cắm gạo. Đấy, áng chừng 1 cân. Ok, rồi anh em đảo đều hết lên đã này. Rồi, 1 cân cắm gạo, 6 bát thính nền, mang cái trộn ổ vừa vừa đấy, không không không, không, không quá to. Đấy, còn bớt 1 cân lại gói cẩn thận để sau đi câu này. Tiếp đến là mẻ chua này, anh em cho mẻ chua vào này.
lại đảo qua một chút. Rồi, bây giờ cho cắm trứng. Một túi cắm trứng này. Xốp. Xốp này là cái không thể thiếu rồi. Rồi, ok, kính chảo. Kính chảo áng chừng khoảng 5-6 lạng kính chảo rồi đấy, 5-7 lạng rồi đấy. Rồi, đến trứng gà. Cho thêm quả nữa, 4 quả. Đấy, giờ đảo đều lên. Ok. Rồi, gãy cả đũa rồi. Vẻ thính như là hơi ướt. Tôi cho 4 quả trứng hơi ướt. Hơi ướt. Tôi cho thêm một ít cám gạo nữa cho nó khô bớt thính đi. Xuống thì cho nó nhanh tơi. Nó nhau qua đến lúc mà khi xuống nắm thì nó lại lâu tơi ra. Rồi cho thêm cái thính chảo nữa để cho nó át cái mùi cám gạo lúc nãy đi. Rồi ok, cho ít thôi. Nó át cái mùi cắm gạo đi. Đấy, thế là xong. Bây giờ đổ vào túi bóng và mang ra hồ nó chiến thôi. Khoảng 6 cân thính. Đấy, ok, như này là đi đánh thôi.
Đấy, thùng thính ủ 15 ngày trở đi anh em bắt đầu đi đánh. Ok. Xong. Anh Tuấn củ thuế. Zoom ra chỗ phao ra nào. Đây, vừa ném thính xong anh em ạ. Đây, xốp lên này. Xốp lên này, phao này. Không biết có được con gì không thì chưa biết. Đây, ổ đầu tiên là cái thùng thính ổ.
Đấy, trộn rồi, đi thuyền thả rồi, bây giờ chỉ việc ngồi chờ thôi. Hóng 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 thôi. Ok. Hy vọng là không móm. Đi. Ui, địch mẹ đóng ở lưng thế nào chạy ác thế. Đóng ở lưng thế nào chạy ác thật. Nó không vướng cái gì mà. Đóng ở lưng cái thế là nó chạy. Sướng thật. Dòng con này đóng lưng nó chạy phê. Hơn 2 cân. Vứt vứt ra ngoài này. Ném ném xa xa. Túi. Rồi, lên con đầu tiên sau 40 phút. Đây là cái túi mới nha. Hôm trước đi câu về để túi chuột nó cắn hết rồi. Nay phải đi mua cái túi mới. Con này ngon đấy, nhỉ. Nghe chưa? Đây là mẹ cũ. Rồi, một em đầu tiên. Cho luôn là cành cây chuối. Cái đầu xiên đó. Dìm xuống kia nhìn nó khoe khoang quá đấy, cắm là sát dậy cho vào đây mẹ, phát thứ tư mới được. Rồi, ok, sau 40 phút vất vả lên con đầu tiên trên 2 cân.
như thế đâu. Mẹ kéo ra tới cướp anh. Lúc nãy bị mấy anh em gọi điện thoại hỏi thăm, toàn cái lúc hỏi thăm thì cá nó ăn, đâm ra là mất mấy con không có, thì bây giờ cũng tôm rồi. Đây là do anh em gọi điện mất mấy con này. Rồi, ok, tiếp tục chiến đấu. Xong, nó quen quá. Cái mặt. Lên trôi này, trôi không to, tắm lại, yeah. Cứ tưởng là cá to lắm, dòng trôi thì chạy, tết từ để anh nhóc cái cần lên. Nhỏ nó trôi chạy kinh thế. Uổng đèn điện thoại mình không lên được pin nữa.
mặt không? Không, cứ trần dòng ấy, nhìn máy nó chạy trần tạch, nó thích ạ. Đi, tôi thui chả nhìn thấy cái lồn này. Ôi, cho lên mẹ đi bắt con khác to hơn. Ồ, anh bảo con này bao nhiêu nào? Hàng chừng nó phải hơn cân này. 2 cân đấy. 2 cân à? Dỗ á. Con này 2 cân đấy, mè đấy. Thấy chưa? Ừ. Không dưới 2 cân đâu ông ạ. Mè, 2 cân. Quay đi. Nếu có đèn, uông to phết đấy nha. Ừ, 2 cân đấy. Được quá là thụt. 2 phát được phát. Qua đi. Đấy. Nhả cho nó tí, ông này. Đóng đuôi rồi. Vẫn chưa thèm nổi à? Đóng đuôi rồi. Con này đóng đuôi rất khỏe. Ừ, to phết đấy. Tầm phải đôi cân. Mấy đâu tưởng bé. Mè vẫn còn, sốt vẫn lên. Cái lồn bị khỏe, con này chạy. Lưỡi câu lại bật phát vào mồm để ăn món luôn. Bụng bụng bụng, cái này không chạy được đâu. Bụng. Nóng bụng này chạy phía dẻo rồi. Không phải tầm gần, không phải chít 2 cân đấy. To nhỉ? Được 2 cân. Cẩn thận nó dẫy phát rồi, lục nó đóng mẹ tay. Thấy ông ấy dòng từ từ có mình tưởng trôi con. Khỏe thế mà. Em vẩy mè bé tí. Đấy, xuống được dòng cái đây. Đấy, số nó xuân nó phải thế. Xuống cái được dòng ngay. Đấy là lúc lấy còn làm hỏng ăn mất phát nhỉ. Yeah.